làng Nam Thanh, xã Hưng Toàn. Chúng ta thấy một cái xóm. Bây giờ đi vào xóm mà đường còn mênh mông không bà con? Bên thấy nhà bà con sân còn ngập rất là nhiều. Trong nhà thì nền nhà rất là cao. Giờ đây là ngọn đường Nam Thanh thuộc tại Hưng Toàn thì Hưng Toàn. Làng Vân Cù bà con, đây là một ngôi làng chuyên về bún, sôi bún bò Huế. Nước giờ vẫn còn ngập rất là sâu. Vân Cù và Nam Thanh cách thành phố Huế khoảng 15 km về phía bắc. Cái vùng này rất là trũng sâu. Trên địa bàn huyện Hương Trà, xã Hương Toàn. Giờ là gần 6 giờ chiều ngày 18 tháng 11 rồi. Nhưng mà tình hình ở làng vẫn còn có khả năng đi ghé được luôn. Xa xa chúng ta thấy đường, lối xóm của bà con, nhà cửa đang còn mênh mông là nước. Rất may là xe máy vẫn còn đi được. Xóm 4.
Ồ, sáu năm ngập xấu chưa? Đây phía trước sáu năm. Vân cù còn rất là sâu. Một cái góc hàng quả của bà con bây giờ bị ngập cả rồi. Ồ, chỗ này sâu bà con ơi. Lùi 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 lùi. Quảng xã đồ đạc ngổn ngang luôn. Chỗ này nước còn gần ngang đầu gối luôn. Đường bao quanh làng. Còn mênh mông biển nước. Cắt tóc túng. Tóm lại là ở Nam Thanh, Vân Cù, thuộc xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Còn ngập sâu trong nước nôi bà con. Trường học này. Còn đóng kín vào bên trong sân trường này. Còn toàn cả là nước chưa thoát luôn. Dạ vậy thì bên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay xin cảm ơn bà con, quý vị và các bạn đã đồng hành chúng ta đi thăm ở đây đó, các cái vùng lũ lụt ở Huế suốt mấy ngày liền. Cảm ơn bà con đã lo lắng trăn trở, cầu chúc cho Huế, cho bà con những cái vùng sâu được bình an vượt qua cái khó khăn này. Bên đây cũng xin cầu chúc bà con luôn sức khỏe, mọi sự tốt lành, an lạc cả tường, bình an và sự may mắn như ý. Không quên giúp cho bên đây các cái ý kiến bình luận, like cho video, chia sẻ đến bà con bạn bè. Chưa subscribe đăng ký thì hãy subscribe đăng ký để cập nhật video mới trên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Mình đã chia sẻ về cuộc sống, cảnh quan, ẩm thực, văn hóa v.v. Xin cảm ơn bà con rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con ạ. Những ngày lũ lụt đi quay cập nhật hình ảnh cho bà con xem, mình cảm thấy rất thương chiếc xe con trâu cày cùng với mình trong những ngày qua. Cảm ơn xe, cảm ơn Mỹ nhiều nha. Chúc Mỹ bên khỏe đẹp.